khi các lực lượng Việt Nam và Heng Samrin tràn ngập căn cứ chính của Khmer Đỏ ở Tà Xanh, cách biên giới Thái Lan khoảng 10 dặm. Hồi cuối tháng 3 năm 1979, họ thu được nguyên vẹn toàn bộ kho lưu trữ của Khmer Đỏ. Họ đã bắt hụt Pol Pot và Ieng Sary. Khi bộ đội xông lên, họ còn trông thấy hai tên này đang được khiêng đi trên những chiếc kiệu với tốc độ rất nhanh về phía biên giới Thái Lan. Ieng Sary cuống cuồng bỏ chạy tới nỗi hắn ta bỏ lại cả tấm hộ chiếu Trung Quốc của mình. Trong số những tài liệu được lưu trữ được bảo quản một cách cẩn thận trong những ống tre dài, có những tài liệu rất hay cho thấy những hoạt động quân sự phối hợp với Trung Quốc và Khmer Đỏ. Trong suốt cuộc kháng chiến chống quân Lon Nol, chính người Việt Nam là những người đầu tiên đã được các tầng lớp nhân dân Campuchia kêu gọi sang giúp đỡ, đào tạo và xây dựng các đơn vị quân sự cho cuộc kháng chiến. Chính người Việt Nam đã biết bao lần tới cứu thoát các lực lượng của Khmer Đỏ, và cũng chính người Việt Nam đã vận chuyển theo đường mòn Hồ Chí Minh vũ khí và các đồ tiếp tế có tính thiết yếu để tiếp tục cuộc chiến tranh cho Khmer Đỏ. Thế mà sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, chính người Trung Quốc là người nắm lấy những hoạt động quân sự và lập tức bắt tay vào việc mở rộng cái mà lúc đó đã trở thành lực lượng vũ trang của Khmer Đỏ. Trong khi những người theo Sihanouk và những người khác đã bị thủ tiêu về mặt thể xác, từ 6 sư đoàn hồi cuối cuộc chiến với Lon Nol thành 23 sư đoàn khi Khmer Đỏ bị lật đổ. Trong số những tài liệu do Pol Pot và Ieng Sary bỏ lại, có một số bài phát biểu của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tướng Vương Thượng Vinh, sau khi thảo luận với Sun Sen, tư lệnh danh nghĩa của các lực lượng vũ trang Khmer Đỏ vào ngày 2 tháng 2 năm 1976. Bài này bắt đầu bằng việc nhắc tới những cuộc thương lượng hồi tháng 6 năm 1975, hai tháng sau khi Khmer Đỏ giành chính quyền ở Phnom Penh, và nhắc tới những phái đoàn quân sự từ Bắc Kinh tới Phnom Penh vào tháng 8 và tháng 10 năm đó. Để xem xét tình hình, bài nói cũng nhắc tới việc chuyển giao vũ khí năm 1976. Về vấn đề đó, hai bên đã trao đổi quan điểm trong cuộc đi thăm Bắc Kinh tháng 4 năm 1975 của đồng chí Ieng Sary. Hai bên thỏa thuận sẽ chuyển sang 13.300 tấn vũ khí, nhưng chỉ mới chuyển được 3.200 tấn, do đó còn lại 1.000.000 tấn, trong đó có 4.000 tấn súng ống, đạn dược và 1.301 xe cộ các loại. Chúng tôi nghĩ rằng trừ xe hơi, nhiều quá không thể chuyển hết trong tháng 3 được. Mỗi chuyến tàu biển của chúng tôi không thể chở quá được 200 chiếc. Hàng trăm khẩu pháo 120mm còn phải kiểm tra chất lượng và vấn đề đạn Đại Bác cỡ 120mm. Phần còn lại sẽ được chuyển sang tháng 3. Các đồng chí đã đồng ý gia hạn việc chuyển giao xăng dầu và thùng rỗng. Chúng tôi đang trao đổi vấn đề này với các ngành có trách nhiệm của chúng tôi. Tướng Vương Thượng Minh trình bày cái mà hắn ta mô tả là một dự thảo hiệp định tương đối tóm tắt về nguyên tắc cho việc tổ chức và tăng cường lực lượng bộ binh của Campuchia. Lúc này ta chưa thể đề cập cụ thể tới các quân binh chủng khác do có liên quan tới kiểu loại chất lượng khác nhau và số lượng rất lớn trang thiết bị. Hắn ta gợi ý rằng chi tiết của các vấn đề đó nên để Bộ Tổng Tham mưu, các lực lượng vũ trang của hai bên cùng xem xét rồi sẽ phê chuẩn trong một hiệp định riêng rẽ. Bản dự thảo do hắn ta đề nghị bao gồm việc chuyển giao vũ khí từ năm 1976 tới cuối năm 1978. Bản hiệp định này đề cập tới thời hạn chuyển giao nhiều hơn so với số lượng chuyển giao. Tuy nhiên, có một vấn đề cũng được đề cập rất cụ thể là năm 1976, chúng tôi sẽ ưu tiên chuyển giao trước những trang thiết bị và vũ khí cần thiết cho việc đào tạo cơ bản cán bộ tại chỗ. Số này gồm 1. Một phần trang thiết bị cho trung đoàn pháo phòng không, một phần trang thiết bị cho trung đoàn radar và trang thiết bị cho một số sân bay quân sự, 4 tàu hộ tống và 4 thuyền cao tốc phóng ngư lôi cho lực lượng hải quân, một phần trang thiết bị cho một trung đoàn xe tăng, một phần trang thiết bị cho một trung đoàn liên lạc và một phần trang thiết bị cho 3 trung đoàn pháo binh và trang thiết bị cho một tiểu đoàn công binh cầu phao nhằm sử dụng cho lực lượng bộ binh. 2. Những trang thiết bị và vũ khí sẽ được chuyển giao gồm súng phòng không dùng cho lực lượng không quân sẽ được chuyển giao trong năm 1977.
Trang thiết bị radar sẽ được chuyển giao trong năm 1977-1978. Máy bay chiến đấu, kể cả máy bay ném bom, sẽ được chuyển giao theo nhịp độ đào tạo các tổ lái máy bay và việc xây dựng các trường bay mới. Phần trang thiết bị sân bay này sẽ được chuyển giao tùy theo tiến độ xây dựng sân bay mới. Đối với 6 tàu hộ tống hải quân bổ sung, 4 tàu sẽ được chuyển giao trong năm 1977 và 2 tàu trong năm 1978. Đối với 8 thuyền cao tốc phóng ngư lôi bổ sung, trong 2 năm 1977 và 1978, mỗi năm sẽ chuyển giao 4 chiếc. Trang thiết bị cho 3 trung đoàn pháo mặt đất trừ Đại Bác 130mm sẽ được chuyển giao từ đầu năm 1977. Các trang thiết bị khác sẽ được chuyển giao trong tháng 6 hoặc là cuối năm 1976. Các trang thiết bị khác sẽ được chuyển giao trong 6 tháng cuối năm 1976. Trang thiết bị cho trung đoàn xe tăng sẽ được chuyển giao dần trong năm 77 và 78. Trang thiết bị và vũ khí cho trung đoàn thông tin liên lạc sẽ được chuyển giao trong năm 1977. 300 km dây thông tin sẽ được chuyển giao trong năm 1976. Như vậy là còn 1.000 km nữa. Đề nghị các đồng chí nêu đề nghị cụ thể về vấn đề này để chúng tôi thu xếp và đáp ứng thích hợp. 3. Về thủ tục và phương thức vận chuyển. Phần lớn trang thiết bị sẽ được vận chuyển bằng đường biển và bốc rỡ tại cảng Sihanouk, Công Pông Som. Máy bay sẽ được tháo rời và cho vào container để vận chuyển, sẽ lắp ráp tại Campuchia. Tàu ngầm và tàu chở dầu có thể sẽ chạy thẳng tới Campuchia. Nhưng vấn đề tương đối phức tạp là làm thế nào để đảm bảo việc đi lại trên biển và an ninh cho tàu. Những vấn đề cụ thể của vấn đề này phải được thảo luận sau này. Hầu hết phần còn lại của tài liệu này đề cập đến những chi tiết kỹ thuật, trong đó có sự khó khăn đối với người Trung Quốc trong việc chuẩn bị văn bản bằng tiếng Campuchia cũng như bằng tiếng Hoa. Ngay việc dùng tiếng Pháp cũng còn gặp khó khăn. Có lẽ làm văn bản bằng tiếng Hoa là đủ rồi. Nếu các đồng chí thấy có thể dùng tiếng Anh thay cho tiếng Pháp hay tiếng Khmer, chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của các đồng chí.